Ông ta là một người rất kỳ dị, to lớn, chân thực, một gã đàn ông đích thực. Người như ông ta chỉ có một. Arsène và José, những lời lẽ dành cho nhau. Chúng tôi chỉ có một tuần làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã ăn trưa ăn tối cùng nhau. Tôi có cả một tuần làm việc cùng ông ta. Sau đó chúng tôi vào khách sạn để làm việc. Chúng tôi rất nghiêm túc. Lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên, chúng tôi hợp tác cùng nhau. Lần đầu bao giờ cũng khó khăn. Sự khởi đầu rất chậm chạp, chúng tôi có phần lo lắng. Mọi người cho rằng chúng tôi dè chừng nhau, chúng tôi có phần xấu hổ. Tôi cũng rất ngại ngùng. Chúng tôi đều là những con người. Chúng tôi là những huấn luyện viên. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất khó khăn.